hạnh phúc của hai bên gia đình. Và chúng tôi xin được long trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn của tân chú rể Văn Đức sánh duyên cùng với tân cô dâu Hà Lập. Xin được mời phép chính thức được bắt đầu. Vâng, xin được một lần nữa chân thành cảm ơn cùng với những tràng pháo tay thật đón giá của toàn thể quý vị đã liên tục được vang lên để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi vợ chồng trẻ. Xin được một lần nữa trân trọng kính mời cô dâu và chú rể khởi thân đứng dậy để các cụ cao các bà có mặt tại hôn trường cưới trong ngày hôm nay có thể chứng kiến những niềm hạnh phúc rực rỡ của hai bạn trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, có thể nói rằng để có được một tình yêu đẹp, một hạnh phúc viên mãn dư giờ phút này đây thì chú rể cô dâu đã đón nhận được sự vun vén tác hợp đồng tình của hai bên gia đình cha mẹ. Đặc biệt hơn nữa, những năm tháng qua hai bác trưởng đoàn của hai bên gia đình đã bắc nối nhịp cầu cho đôi vợ chồng trẻ của chúng ta có được ngày hạnh phúc trăm năm. Và đặc biệt hơn nữa, hôm nay đây trong một bầu không khí vô cùng nóng nực, bầu thời tiết ngày hôm nay cũng đã đang tô điểm cho ngày hạnh phúc trăm năm của hai em. Và sự hiện diện cao quý của toàn thể các cụ, các bà có mặt tại nơi đây đó chính là niềm vinh dự cho đại gia đình cũng như là hai em, cũng như là toàn thể chúng ta có mặt tại hôn trường cưới. Và để thay cho ngàn lời cảm ơn từ chú rể cô dâu truyền tải tới toàn thể các cụ, các bà thì một lần nữa anh mong muốn rằng hai em sẽ cùng nhau nắm chặt tay được không ạ? Xin mời cô dâu và chú rể, hai em sẽ cùng hướng ánh mắt của mình trở lại với toàn thể các cụ, các bà có mặt tại khán phòng cưới và hãy cùng nhau nở một nụ cười thật là viên mãn trên môi của mình đúng không ạ? Nở một nụ cười viên mãn trên môi của mình và hãy nghiêng mình thật sâu. Cảm ơn tới toàn thể các cụ, các bà. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các bà, người Kinh Bắc có câu rằng yêu nhau thì cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay, và yêu nhau thì phải trao nhẫn luồn tay. Và thi sĩ Nguyễn Du cũng đã viết rằng kể thì trăm năm cũng từ đây, và nhẫn trao tay một chút này để làm ghi. Và giây phút hạnh phúc giờ phút này đây, chúng tôi mong muốn rằng các cụ, các bà sẽ hướng ánh mắt của mình trở lại với chú rể Văn Đức và cô dâu Hà Lập để chúng ta sẽ cùng nhau được chứng kiến nghi thức vô cùng trang trọng, nghi thức trao nhẫn cưới ngày hạnh phúc trăm năm của đôi vợ chồng trẻ sẽ chính thức được chuẩn bị bắt đầu. Và ngay giờ phút này xin mời cô dâu và chú rể hai em sẽ cùng hướng trái tim vào nhau đúng không ạ? Xin được trân trọng kính mời. Vâng, những ai đã và đang sở hữu cho mình những chiếc điện thoại thông minh, quý vị đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt vời này. Và đầu tiên xin mời chú rể, sẽ bật nắp hộp trái tim và lựa chọn chiếc nhẫn hạnh phúc đầu tiên, đó chính là chiếc nhẫn mà chú rể sẽ chính thức được trao tặng, trao gửi cho người con gái tuyệt vời hạnh phúc nhất, cô dâu xinh đẹp trong ngày hôm nay. Hãy trao chiếc nhẫn hạnh phúc này vào ngón tay giáp bút của cô dâu. Hãy nhìn vào ánh mắt của cô dâu đúng không ạ? Cô dâu thân yêu, hãy nhìn vào ánh mắt của chú rể. Chú rể hãy nói với cô dâu nào. Em yêu ơi, hôm nay chúng ta đã chính thức nên duyên chồng vợ và anh muốn nói với em rằng anh sẽ luôn yêu em mãi trọn cả muôn đời này. Và kính thưa quý vị thân mến, vậy là con đường về nhà kể từ ngày hôm nay, anh và em không còn lẻ bóng một mình. Bữa cơm gia đình anh và em cùng nấu, cùng lên kế hoạch cho những chuyến đi, cùng thức dậy ngắm bình minh và tay trong tay đón ánh chiều ta. Và niềm hạnh phúc hôm nay đây, xin mời cô dâu và chú rể cũng sẽ chính thức được ôm nhau một cái ôm thật là chặt hạnh phúc nhất đồng ạ. Một tràng pháo tay đầy nồng nhiệt của quý vị đây ạ, để chúng ta cùng chúc mừng. Xin mời chú rể sẽ đứng sát lại với cô dâu đúng không ạ? Vâng. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, chiếc nhẫn là một vòng tròn liền chỉ, không có điểm dừng, không có điểm bắt đầu. Đó chính là biểu tượng vĩnh cửu của tình yêu hạnh phúc. Và ngày hôm nay đây, hai chiếc nhẫn hạnh phúc mang tên Văn Thức và Hà Lập đã chính thức được trao cho nhau. Kể từ giờ phút này trở đi, hai bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng nhau chung tay xây dựng một gia đình thật là viên mãn, thật là hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn và chúng ta cũng một lần nữa xin được chúc mừng cho cô dâu và chú rể bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt của quý vị. Xin chân thành cảm ơn.
Vâng, kính thưa quý vị thân mến, cùng với bầu thời tiết thì hôn trường cưới của đôi vợ chồng trẻ cũng đã và đang được nóng lên rất nhiều đúng không ạ? Nóng lên bởi những nụ cười trên môi của quý vị, nóng lên bởi tất cả những màu sắc đã và đang có mặt tại khán phòng cưới. Màu tím thủy chung, màu nhung son sắc, màu đỏ nồng nàn, muôn hoa tím mát đã và đang khoe sắc cho mùa hè yêu đương. Nhưng không có màu hoa nào rực rỡ và đẹp bằng màu của tình yêu hạnh phúc. Và hôm nay đó chính là hạnh phúc của chú rể Văn Thức và cô dâu Hà Lập. Và để viên tròn cho niềm hạnh phúc trăm năm ấy thì ban tổ chức tôi, trung tâm tổ chức sự kiện Hoa Sao cùng kết hợp với đại tộc gia đình họ nhà trai đã chuẩn bị sẵn sàng cùng với những chai rượu song hỷ, sâm panh cùng với chiếc bánh cưới hạnh phúc để chờ đợi tân chú rể cô dâu sẽ thực hiện đủ đầy những nghi lễ nghi thức. Và ngay giờ phút đến đây thì xin được một lần nữa trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hai em sẽ cùng tay trong tay tiến về với chiếc bánh, từng bánh yêu thương hạnh phúc của mình trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin được trân trọng kính mời và xin được trân trọng kính mời camera cũng như là nhiếp ảnh gia bên phía đại gia đình của chúng ta sẽ liên tục lìa và hướng ống máy quay của mình trở lại với thân chú rể cô dâu để lưu trọn lại những thước phim với những tấm hình tuyệt vời hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Và đầu tiên thì xin được trân trọng kính mời cánh tay phải của chú rể Văn Thức đúng không ạ? Hãy vòng qua để ôm trọn vẹn lấy vòng eo của cô dâu đi nào. Và xin mời cô dâu Hà Lập sẽ nhẹ nhàng dùng cả hai tay để nâng cán dao hạnh phúc lên đi ạ. Vâng. Cùng với đó chú rể thân yêu hãy cùng chung tay với cô dâu xinh đẹp của em cắt thật nhiều những lát dao hạnh phúc lên từng bánh yêu thương ngọt ngào. Và kính thưa quý vị thân mến, và giờ phút đây xin mời quý vị sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nhau chung tay cắt thật nhiều những lát dao hạnh phúc lên chiếc bánh tình yêu, chiếc bánh biểu tượng cho đỉnh cao của hạnh phúc, chiếc bánh mang tròn vẹn hương vị đủ đầy của tình yêu thương. Và chiếc bánh hôm nay đó chính là chiếc bánh vinh danh cho chú rể Văn Đức và cô dâu Hà Lập. Và nghi thức cắt bánh cưới cũng mong muốn nói lên rằng kể từ giờ phút này trở đi, bên cạnh cô dâu Hà Lập sẽ luôn luôn có bờ vai vững chãi của chú rể Văn Thức chở che. Họ đang nguyện trao nhau tình yêu và nguyện trao nhau cả cuộc đời này. Xin được gọi một lần nữa vang lên những tràng pháo tay để chúc mừng. Vâng, xin chân thành cảm ơn cô dâu và chú rể chia tay với từng bánh hạnh phúc tình yêu. Thì xin được trân trọng kính mời hai em sẽ cùng nhau được di chuyển trở về với tòa lâu đài tình ái tháp rượu tình yêu hạnh phúc để cùng nhau chính thức được bật nắp thành công hai chai rượu song hỷ ngày hạnh phúc hôm nay. Vâng, đầu tiên thì xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ lựa chọn chai rượu champagne hạnh phúc đầu tiên đấy ạ. Thao tác đầu tiên thì xin được trân trọng kính mời chú rể sẽ gỡ bao vỏ của chai rượu champagne. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thao tác tiếp theo xin được trân trọng kính mời chú rể sẽ nhẹ nhàng vặn tháo nút khóa sắt của chai rượu đúng không ạ? Vặn tháo nút khóa sắt của chai rượu champagne đẹp. Vâng. Và thao tác tiếp theo xin mời chú rể sẽ lắc thật mạnh đúng không ạ? Lắc thật mạnh chai rượu champagne đấy ạ. Vâng, chúng ta cùng chờ đợi một tiếng vang nổ thật là to của chai rượu champagne hạnh phúc đầu tiên. Hãy lắc thật mạnh đi ạ. Và sau đó chú rể sẽ dùng ngón tay cái của mình để bẩy thật mạnh nắp chai đi ạ. Hướng nắp chai ra ngoài. Vâng, rất tuyệt vời. Xin chào vỗ tay đầu nhiệt của quý vị. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể, xin mời hai em sẽ nâng thật cao chai rượu champagne hạnh phúc đầu tiên, chai rượu song hỷ đầu tiên để đong đầy lên tháp rượu tình yêu tuyệt vời. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, chúng ta vẫn thường nghĩ rằng tình yêu là những thứ có đúng không ạ? Có nhà, có xe, có thật nhiều tiền, có địa vị, có danh vọng. Nhưng Hà Sao cũng thiết nghĩ rằng tình yêu đôi khi cũng là những bắt đầu từ những thứ không. Không khoảng cách, không chia xa, không ốm đau và không bệnh tật. Và ngôi nhà mang tên Văn Thức và Hà Lập chắc chắn sẽ luôn luôn đong đầy những chữ có và những chữ không đó. Minh chứng cho điều đó, đó chính là những giọt rượu màu hồng hòa quyện cùng với một làn đá khói sục sôi, báo hiệu cho một tình yêu khởi sắc, một tình yêu viên mãn hạnh phúc trăm năm. Xin dành những tràng pháo tay thật lớn của quý vị nữa đúng không ạ? Vâng, xin mời cô dâu và chú rể tiếp tục chai rượu song hỷ thứ hai đi ạ. Xin mời. Vâng, hãy lắc thật mạnh nữa ạ. Vâng, chai rượu sâm panh thứ hai này có vẻ như chú rể đã
quen với vâng rất tuyệt vời. Và sau khi vận đáp thành công thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ tạm thời được rót vào hai ly rượu hồng tại bàn hoa cưới hạnh phúc. Và xin mời. Vâng, những hình ảnh vô cùng ý nghĩa, vô cùng đặc biệt. Và phần còn lại của chai rượu sâm panh xin mời hai em sẽ tiếp tục giơ thật cao lên để đong đầy lên tháp rượu tình yêu hạnh phúc của mình trong ngày hôm nay đi ạ. Hỡi vị thần tình yêu bất diệt, và hãy minh chứng cho giây phút hạnh phúc này của đôi uyên ương. Và hãy thật hạnh phúc, ngài hãy ban phép nhiệm màu để gắn kết hai tâm hồn lại với nhau trong niềm vui bất tận. Và từng giọt tình yêu và từng giọt hạnh phúc sẽ luôn luôn được chất chiêu và gìn giữ cùng năm tháng. Vâng, rượu sâm panh song hỷ hôm nay được ví như nước và mật ngọt. Nếu như nước mang đến cho vạn vật sự sinh sôi nảy nở, thì mật ngọt cũng đã và đang tô điểm cho ngày hạnh phúc trăm năm của đôi lứa, ngày hạnh phúc trăm năm của chú rể Văn Thức và cô dâu Hà Lập của chúng ta. Thế mới biết là duyên kỳ định, và trao nhân duyên hạnh phúc mãi muôn đời. Và yêu nhau thì phải tính chuyện bạn đời trăm năm. Xin được cảm ơn lần nữa, vang lên những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu và chú rể đã cưới nắp thành công hai chai rượu song hỷ. Vâng, và giờ phút này thì xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng nâng lên, và đặc biệt hơn nữa chú rể sẽ nâng lên hai ly rượu hồng đúng không ạ? Và cô dâu và chú rể sẽ một lần nữa được tiến về với bàn hoa cưới hạnh phúc trăm năm của mình trong ngày hôm nay đẹp. Xin mời. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể, xin mời hai em sẽ một lần nữa được khởi thân đứng dậy đúng không ạ? Xin mời hai em. Vâng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, khi nãy cùng vừa chung tay để rót tràn đầy hai chai rượu song hỷ lên tháp rượu tình yêu, thì chú rể Văn Thức anh có nói nhỏ với cô dâu Hà Lập rằng đúng thật là Lập như một chén rượu đào mà Thức chưa nhấm miệng mà lòng cũng đã say. Và kể cả rằng Lập có là một chén rượu cay, chắc chắn Thức cũng xin uống cạn để được say suốt đời đúng không ạ quý vị? Và ngay giờ phút đến đây thì xin mời quý vị sẽ cùng hướng về với tân chú rể cô dâu để chúng ta sẽ cùng được chứng kiến nghi thức uống rượu ra bôi gầy hạnh phúc trăm năm. Xin mời cô dâu và chú rể, xin mời hai em sẽ cùng nâng lên mỗi người một ly rượu hồng hạnh phúc. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng quay trái tim vào nhau đi ạ, hướng trái tim vào nhau đi ạ. Hãy giơ thật cao lên hai ly rượu hồng hạnh phúc và hãy đan tay nhau đúng không ạ? Vâng, hãy đan tay nhau để uống cạn ly rượu hồng hạnh phúc tuyệt vời này. Quý vị ơi, chúng ta cùng bắt nhịp bằng một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. 3, 2, 1, cạn ly hạnh phúc. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, quả thật là vậy, là chúng ta kể từ ngày hôm nay đã là vợ chồng em nhé. Suốt cuộc đời này ta sẽ mãi trọn đời bên nhau, dù cho đường đi có gập ghềnh sỏi đá, dù cho cuộc sống có gian nan khổ đau, thì tình yêu của anh và em sẽ mãi dành cho nhau, không bao giờ thay đổi. Xin được một lần nữa chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin chân thành cảm ơn cùng với những tràng pháo vỗ tay thật rộn rã của toàn thể quý vị. Và giờ phút đến đây thì xin mời cô dâu và chú rể hai em cùng an tọa đúng không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các bà, rất vinh dự cho cô dâu và chú rể được long trọng chào đón sự hiện diện cao quý của hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái, cũng như là bạn bè, đồng nghiệp thân thuộc cùng nhau hiện diện trở về để tham dự ngày hạnh phúc trăm năm trong ngày hôm nay đây. Thì ngày hôm nay đây, trong ngày hạnh phúc, trong chương trình đại lễ thành hôn, âm nhạc cũng là nơi để cho toàn thể quý vị có thể truyền tải những thông điệp hạnh phúc thay cho những lời chúc thật sự là may mắn để dành tặng tới cô dâu và chú rể. Thì để trước khi trở lại với những món quà giá trị mà hai bên gia đình cũng đã chính thức tạo dựng, thì ngay giờ phút đến đây, MC chương trình xin được trân trọng kính mời một dòng ca tiếng hát của bên phía đại tổng gia đình nhà trai đúng không ạ? Xin được trân trọng kính mời một dòng ca tiếng hát đại diện cho bên phía đại tổng gia đình của nhà trai sẽ cùng trở lại để giao lưu góp vui thay cho những lời muốn nói để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Có dòng ca tiếng hát của bên phía đại gia đình nhà trai của ta không ạ? Chú rể thân yêu, chú rể có thể giúp đỡ MC chương trình sẽ chỉ điểm cho một người bạn của chú rể. Mạnh Chính ạ. Vâng, xin dành một tràng pháo tay đợt nâu nhiệt chào đón sĩ diện của giọng ca Mạnh Chính. Vâng,
Vâng, trước khi đến với giọng ca của Mạnh Chính cũng như là những người bạn của chú rể bên phía đại gia đình nhà trai, chúng ta sẽ ưu ái dành tặng những phần quà âm nhạc đầu tiên trở về từ bên phía đại gia đình nhà gái, đúng không ạ? Vâng, xin được trân trọng kính mời một giọng ca tiếng hát đến từ bên phía đại gia đình nhà gái thân yêu đi ạ. Cô dâu thân yêu, cô dâu sẽ giúp đỡ MC để giới thiệu người bạn hay là người em của cô dâu, đúng không ạ? Anh Tuấn, vâng, một chào pháo tay đơn đơn hết quý vị ơi. Chào đón sĩ diện của giọng ca anh Tuấn. Vâng, trước khi được chào đón sĩ diện của những giọng ca yêu nhạc trở về từ hai bên gia đình thì xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng về với sân khấu nhạc để cùng lắng nghe giai điệu ca khúc Hết Giận Rồi Thương. Sao mong muốn sẽ cùng thay lời cho hai bên gia đình chúc phúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta luôn luôn được viên mãn và luôn luôn được hạnh phúc. Xin một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị ạ. Giận chi em mà không ở lại, giận chi em mà sao chẳng nói. Đến hội làng mưa xuân giăng bay, ta bồi hồi trong đêm chia tay. Đã yêu nhau ngàn năm vẫn đợi, và thương anh ngập ngừng chẳng nói. Đêm hội làng mưa xuân giăng bay, em bần thần khi tay trong tay. Em là tình yêu cho mưa giăng trời thương nhớ. Cho đời những đam mê, dù xa nhau không phải niềm nhớ, nhớ nhau rồi hết giận lại thương. Xin được chào pháo tay đơn lớn của con Việt Hai Hò đó. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Giận chi em mà không ở lại,
Dần chi em mà sao chẳng nói. Đêm hội làng mưa xuân răng bay, ta bồi hồi trong đêm chia tay. Đã yêu nhau ngàn năm vẫn đời, và thương anh ngập ngừng chẳng nói. Đêm hội làng mưa xuân răng bay, em bần thần khi tay trong tay. Em là tình yêu cho mưa răng trời thương nhớ. Em là mùa xuân dâng cho đời những đam mê. Dù xa nhau không phải niềm nhớ, nhớ nhau rồi hiện dần lại thương. Em là tình yêu cho mưa răng trời thương nhớ. Em là mùa xuân cho đời những đam mê. Dù xa nhau không phải niềm nhớ, nhớ nhau rồi hiện dần lại thương. Dù xa nhau không phải niềm nhớ, nhớ nhau rồi hết dần lại thương. Vâng, xin được chân thành cảm ơn những tràng pháo tay cũng như là quý vị đã đón nhận ca khúc vừa rồi. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vâng, và kính thưa toàn thể các cụ, các bà song hành cùng với những phần quà âm nhạc mà ban tổ chức cũng như là hai bên gia đình đã chuẩn bị trong ngày hạnh phúc hôm nay, thì bên phía hai bên gia đình trong ngày hạnh phúc trăm năm của đơn vị chồng trẻ cũng đã chính thức chuẩn bị với những phần quà giá trị ý nghĩa để tạo dựng chúc phúc. Và ngay giờ phút ở đây, xin được một lần nữa mặt phép cho MC chương trình xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau hướng ánh mắt của mình trở lại với thân chú rể cô dâu, và chúng ta sẽ cùng nhau được chính thức chào đón những phần quà đầu tiên trở về từ bên phía đại tộc gia đình họ nhà trai. Và cho phép hàng sao xin được thay lời cho ban tổ chức, xin được trân trọng kính mời sự hiện diện cao quý của bố mẹ thân sinh của chú rể Hà Thức. Xin được trân trọng kính mời bố và trân trọng kính mời mẹ sẽ cùng nhau chính thức được di chuyển trở về bàn hoa cưới hạnh phúc của hai con trẻ trong ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của bố mẹ thân sinh của chú rể Hà Thức của chúng ta trong ngày hôm nay. Vâng, quý vị thân mến, và giờ phút ở đây chúng ta đã và đang cùng nhau được chào đón sự hiện diện cao quý của bố mẹ thân sinh của chú rể Văn Thức. Đó chính là bố Thơ và mẹ Lắng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, niềm hạnh phúc hôm nay không chỉ riêng của chú rể Văn Thức, không chỉ riêng của cô dâu Hà Lập, và niềm hạnh phúc hôm nay đó cũng chỉ là niềm hạnh phúc của hai bên gia đình, những người làm cha làm mẹ khi được chứng kiến những người con thân yêu của mình đã thật sự trưởng thành vững bước để xây dựng cho mình một mái ấm gia đình hạnh phúc viên mãn.
thì hôm nay cùng với những phần quà giá trị mà bố mẹ sẽ cùng nhau được chính thức tạo dựng, cùng với thông điệp chúc cho hai con trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng, kính thưa quý vị, ơn nghĩa sinh thành, công ơn dưỡng dục cao cả nhất trong mỗi cuộc đời của một con người không ai khác, đó chính là người mẹ và người cha thân sinh ra mỗi con người của chúng ta. Người mẹ thân yêu sau 9 tháng 10 ngày mang nàng đẻ đau. Vậy thì rồi từ khi những người con thân yêu lọt lòng ra đời, từ những giọt sữa đầu đời, từ những lời ru ẩu ơ bên cánh võng, người cha và người mẹ đã mang đến cho những người con những tình cảm không có gì có thể thay thế và đong đếm. Xin được cảm ơn lần nữa, chân thành cảm ơn bố, chân thành cảm ơn mẹ. Xin được chúc cho bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu sống già để hưởng phúc lộc của con cháu. Và xin mời bố mẹ sẽ tiếp tục trở về vị trí ngồi của mình, để chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với những phần quà tiếp theo đến từ bên phía đại tộc gia đình họ nhà trai. Phần quà tiếp theo xin được vinh danh trân trọng kính mời lên sân khấu phần quà đến từ chị Doanh và phần quà đến từ chị Duyệt. Bởi vì có rất nhiều những phần quà mà hai bên gia đình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chúc phúc trong ngày hôm nay. Bởi vậy cho phép MC Hà Sao xin được màn phép được giới thiệu hai phần quà liên tiếp nhau, cùng song hành tiến bước trở về với bàn hoa cưới hạnh phúc cùng với cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời phần quà đến từ gia đình chị Doanh và gia đình chị Duyệt. Vâng, có thể nói rằng ngày hôm nay đây, đại gia đình hai bên bằng tất cả những tình cảm, sự yêu thương đùm bọc để dành trao tới cô dâu và chú rể, cùng đó là những phần quà giá trị và ý nghĩa được tạo dựng để chúc phúc. Vâng, giờ phút đến đây chúng ta đã và đang cùng nhau được chứng kiến giây phút mà chị Doanh cũng như là chị Duyệt, hai chị đã và đang trao phóng quà rất chi là ý nghĩa, rất chi là giá trị để chúc phúc cho hai em của mình trong ngày phúc hôm nay. Xin được cảm ơn lần nữa, chân thành cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn đại gia đình chị Doanh, đại gia đình chị Duyệt. Xin được chúc cho gia đình hai chị cũng sẽ luôn luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Xin mời hai chị cũng như trở về với vị trí ngồi của mình, để chúng ta sẽ tiếp tục chương trình đại lễ cũng như là chào đón những phần quà tiếp theo. Những phần quà tiếp theo xin được vinh danh trân trọng kính mời lên sân khấu phần quà đến từ gia đình chị Du và gia đình chị Mơ. Và song hành cùng với chị Du và chị Mơ thì chúng tôi cũng xin được vinh danh trân trọng kính mời lên sân khấu phần quà đến từ anh Quân. Xin được trân trọng kính mời anh. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các bà, để nhiếp ảnh gia cũng như là camera bên phía đại tổng gia đình họ nhà trai của chúng ta kịp thời được lưu lại những tấm hình tuyệt vời nhất, giây phút hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, thì quý vị khi mà quý vị bước lên cùng với sân khấu cùng với những phần quà của mình thì quý vị sẽ cùng nán lại để nhiếp ảnh gia bên phía đại gia đình của chúng ta có thể lưu lại những tấm hình cùng với những thước phim tuyệt vời nhất đậm. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, được biết rằng anh Quân để kịp thời có mặt trong ngày hạnh phúc của người em, người bạn của mình trong ngày hôm nay, anh Quân đã vượt qua một chặng đường khá chi là dài từ Sài Gòn. Trên chuyến bay Vietnam Airlines, anh cũng đã có mặt kịp thời đúng giờ để cùng, đặc biệt hơn nữa là để trao phần quà của mình cho người em trai trong ngày hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn anh Quân rất nhiều.
cũng như là chân thành cảm ơn gia đình chị Du và gia đình chị Mơ. Chúc cho gia đình hai chị cũng như là gia đình anh sẽ luôn luôn thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Và phần quà tiếp theo xin được vinh danh trân trọng kính mời lên sân khấu phần quà đến từ gia đình bác Dung và anh trai kết. Vâng, gia đình bác Thế xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, bởi vì hai bên gia đình mỗi người đưa một danh sách, cho nên là MC chương trình không biết là đọc danh sách nào. Và có những phần quà cũng đã chính thức được trao. Và phần quà tiếp theo từ bên phía đại gia đình nhà trai đó chính là phần quà đến từ gia đình bác Ngọc ạ. Xin được trân trọng kính mời gia đình bác Ngọc. Và song hành cùng với phần quà đến từ gia đình bác Ngọc đó chính là phần quà đến từ em Tươi và phần quà của em Thùy. Xin được trân trọng kính mời hai em cũng sẽ chuẩn bị song hành tiến bước lên sân khấu đấy ạ. Xin cảm ơn lần nữa, chân thành cảm ơn phần quà của gia đình bác Ngọc Nới cũng như là em Tươi và em Thùy. Xin được chúc cho gia đình bác Ngọc Nới cũng sẽ luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt xin được chúc cho hai em Tươi và em Thùy sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn xinh đẹp và thành công trên con đường và sự nghiệp của mình. Xin chân thành cảm ơn và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị nữa đúng không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau được chào đón lên sân khấu những phần quà đến từ đại tộc gia đình họ nhà trai thân yêu. Và giờ phút đến đây chia tay với những phần quà của đại gia đình nhà trai, chúng ta sẽ cùng nhau được chào đón lên sân khấu những phần quà trở về từ đại tộc gia đình họ nhà gái. Và đầu tiên sẽ là sự hiện diện của phần quà của người em trai của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời. Và quý vị ơi, chúng ta có thể dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón phần quà đầu tiên đến từ bên phía đại gia đình họ nhà gái. Vâng, tại chương trình đại lễ phu quy được diễn ra một cách thành công trang trọng tại đại tộc gia đình họ nhà gái trong buổi sáng ngày hôm nay thì bố mẹ thân sinh của cô dâu Hà Lập cũng đã chính thức trao gửi những phần quà vô cùng giá trị ý nghĩa để tạo dựng chúc phúc cho hai con trẻ. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn bố mẹ. Và giờ phút đến đây xin được một lần nữa đỡ lời cho anh chị. Xin chân thành cảm ơn em trai, chúc cho em cũng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hướng theo hạnh phúc của hai anh chị của mình. Và chia tay với phần quà của em trai, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón lên sân khấu phần quà đến từ gia đình bà Thanh và gia đình bác Đức. Xin được trân trọng kính mời gia đình bà cũng như là gia đình bác sẽ song hành tiến bước lên sân khấu. Xin được một lần nữa chân thành cảm ơn phần quà đến từ gia đình bà Thanh, gia đình bác Đức. Xin được chúc cho gia đình bà và gia đình bác cũng sẽ luôn luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công, thành đạt. Vâng, xin chân thành cảm ơn, xin mời bà cũng như là xin mời bác trở về với vị trí ngồi của mình. Và phần quà tiếp theo xin được vinh danh trân trọng kính mời lên sân khấu phần quà đến từ chị Khuê và bác Anh. Và dì Duyệt cũng sẽ bước lên sân khấu hôn trường cưới trong ngày hôm nay.
Xin được chân thành cảm ơn phần quà đến từ chị Khuê. Xin được chân thành cảm ơn phần quà đến từ gia đình bác Anh. Và chân thành cảm ơn phần quà đến từ gia đình dì Duyệt rất nhiều. Chúc cho gia đình chị, bác cũng như là dì cũng sẽ luôn luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công, thành đạt trên con đường và sự nghiệp. Và kính thưa quý vị thân mến, còn những ai mà quý vị mong muốn sẽ cùng gửi gắm những phần quà mà quý vị chưa kịp đăng ký thì giờ phút này quý vị sẽ song hành tiến bước lên sân khấu hôn trường cưới để chính thức được vinh danh và chúc mừng cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Và một giờ phút đến đây xin được cảm ơn lần nữa, chân thành cảm ơn những phần quà mà hai bên gia đình của chúng ta đã cùng nhau chính thức được tạo dựng. Và chúng ta cũng cầu mong rằng với những phần quà này sẽ là tiền đề để cho đôi tân hôn Văn Thức và Hà Lập xây dựng cho mình một mái ấm thật là sung túc, hạnh phúc, viên mãn và thành công, thành đạt trong cuộc sống. Xin vang lên chào phật tây đức nâng nhiệt cảm ơn hai bên gia đình. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các bà, kính thưa toàn thể quý vị thân mến. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau được chào đón lên sân khấu những phần quà hai bên gia đình, nhà trai và chàng gái đã chính thức trao gửi cho cô dâu và chú rể thân yêu của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn hai bên gia đình. Giờ phút này tôi biết rằng có mặt tại khán phòng cưới của đôi vợ chồng trẻ, quý vị đang còn lắm anh tài, quý vị đã và đang còn giữ cho mình rất rất nhiều những bài hát hay. Có lẽ rằng giờ phút này thời gian vô cùng hạn hẹp, đã và đang còn rất nhiều những thủ tục, những nghi lễ, nghi thức theo phong tục tập quán của quê hương của chúng ta đã và đang chờ đợi cô dâu và chú rể sẽ chính thức thực hiện đủ đầy tại không gian tư gia đại tộc gia đình họ nhà trai trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các bà, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, bước đường quan trọng đầu tiên trên con đường xây dựng hạnh phúc của mình đó chính là thân chú rể cô dâu sẽ chính thức trở về với tổ đường của đại tộc gia đình họ nhà trai để cùng thắp lên những nén hương gia tiên với những nét đẹp thuần túy truyền thống để cầu mong rằng tổ tiên sẽ luôn luôn song hành phù hộ cho tình yêu cũng như là hạnh phúc của hai em sẽ luôn luôn được đong đầy, mãi mãi được viên trọn, hạnh phúc mãi muôn đời. Và một lần nữa, ban tổ chức của tôi xin được thay lời vàng ngọc cho bên phía đại gia đình nhà trai, đại gia đình ông bà thơ lắng, đỡ lời cho cô dâu và chú rể. Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện cao quý của các cụ, các bà, hai bên gia đình. Xin chân thành cảm ơn toàn thể bà con khu phố, lối xóm, bạn bè, đồng nghiệp, thân thuộc của đôi tân hôn đã dành tất cả những tình cảm, sự chân quý để trở về tham dự chung vui niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Xin được đỡ lời cho đại gia đình nhà trai, trân trọng kính mời đại gia đình nhà gái, trân trọng kính mời toàn thể các cụ, các bà, quý vị quan khách. Chúng ta sẽ cùng nán lại thật nhiều thời gian để chung vui cùng với buổi đại tiệc ẩm thực cùng với đại gia đình họ nhà trai của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Mặc dù rằng mong muốn sẽ kéo dài hơn nữa nhưng mà thời tiết ngày hôm nay vô cùng nắng nực. Bởi vậy thì cho phép MC xin được mạn phép được khép lại chương trình đại lễ thành hôn của đôi vợ chồng trẻ trong ngày hôm nay trong niềm hân hoan và hạnh phúc nhất. Xin được một lần nữa chúc cho đôi bạn trẻ năm nay hay là năm sau đón cháu đầu lòng, chàng trai thì gái cũng đẹp lòng mẹ cha. Chúc hai em trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Chúc hai bên gia đình thông gia tình luôn gắn kết, mãi giữ lương duyên thuở ban đầu như những ngày hôm nay. Chúc cho toàn thể quý vị luôn có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương và cả một thiên đường hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Xin chân thành cảm ơn. Và giờ phút đến đây xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn cũng như là các cụ các bà là đại diện chính cho hai bên gia đình. Một lát nữa thôi các cụ các bà đại diện chính cho hai bên gia đình cũng như là hai bác trưởng đoàn sẽ giúp đỡ những người làm chương trình để hướng hai con, dẫn hai con trở về với tổ đường của đại tộc gia đình nhà trai để thắp lên những nén hương gia tiên cũng như là thực hiện đủ đầy những nghi lễ nghi thức theo phong tục tập quán của quê hương chúng ta. Và trước khi cô dâu và chú rể sẽ chính thức được bước về với tổ đường cũng như là tư gia đại tộc gia đình nhà trai thì xin được trân trọng kính mời cô chú bác anh chị, các cụ các bà, những ai mong muốn sẽ cùng được lưu lại những thước phim, những tấm hình cùng với cô dâu và chú rể trong ngày hạnh phúc hôm nay thì quý vị sẽ vui lòng di chuyển lên bàn hoa cưới hạnh phúc ạ. Xin được trân trọng kính mời các cụ các bà, hai bên gia đình nhà trai và nhà gái cũng như là bạn bè thân thuộc của đôi tân hôn, những ai mong muốn sẽ cùng nhau được lưu lại những thước phim với những tấm hình tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay thì quý vị thân mến, chúng ta sẽ vui lòng được nâng bước của mình di chuyển lên bàn hoa cưới hạnh phúc cùng với cô dâu và chú rể để nhiếp ảnh gia cũng như là camera bên phía đại gia đình của chúng ta có thể kịp thời lưu lại những thước phim với những tấm hình.
cập nhật những video mới nhất từ camera Thiên Phú. Chúc quý vị xem video vui vẻ.